Sau khi giải quyết xong chuyện của cửa hàng sủng thú siêu thần, Tô Bình phóng một mạch đến bí cảnh Long Cốt Tháp, bị mấy tên gác cửa chặn lại cho Nguyên Linh Lộ thuận lợi trở thành người thừa kế. Để thể hiện mình là nam chính của bộ truyện, Tô Bình sau khi thị uy bằng luồng laser đỏ chĩa vào đít mấy cao thủ của Nguyên Thiên Thần, còn buông một câu rất hợp lý: chỉ cần không đụng đến ta, ta cũng không làm gì người khác. Không tốn thêm thời gian nữa, hắn lập tức bước vào bên trong vết nứt không gian, đi vào bí cảnh Long Cốt Tháp tới công chuyện ngay. Đám cao thủ bên ngoài sau một hồi ngớ người nhận ra kẻ trẻ tuổi vừa bước vào vậy mà lại là chủ nhân mới của tinh không, bá chủ của khu vực lục á. Ông nào ông lấy nhắc đồng hồ đeo tay lên liên hệ ngay đến đường dây nóng, báo gấp cho Nguyên Thiên Thần biết để xử lý trước khi hắn cản trở con đường thừa kế của Nguyên Linh Lộ. Nguyên Thiên Thần đã giao Nguyên Linh Lộ cho toàn bộ cao thủ dưới trướng, lúc này đang yên tĩnh tu luyện lơ lửng giữa hồ tứ linh để khôi phục linh lực. Chẳng mấy chốc tổng đài đã bắt được sóng, thuộc hạ gấp rút chạy như bay vào khu vực hồ ngâm của ông ta, ý ơi báo hộ vệ Long Đài Sơn cấp báo chuyện gấp. Gấp cái đéo gì, có biết sức khỏe của ta quan trọng hơn không? Mắt Nguyên Thiên Thần lóe lên luồng sát khí nguy hiểm, gằn giọng nhắc lại, cho tên thuộc hạ ồn ào kia nhớ mình vẫn còn đang chịu đựng trận hỏa diễm từ trận chiến lần trước thiêu rụi, mất bao nhiêu công sức mới áp chế được nó, mà ngồi ngâm nước ao tứ linh khôi phục lại sức mạnh. Kẻ quái quỷ nào dám quấy rối thời gian bế quan của Nguyên Thiên Thần ta hả? Đốm lửa của hỏa diễm ăn phải từ Anna ngày nào giờ còn sáng lập lòe trong lồng ngực. Áp chế một thời gian dài kèm với bao nhiêu thuốc thang thảo dược mới được chừng đó, chứ lúc mới bị ăn trưởng ông ta còn phải để cáng trở ra ngoài, làm gì có chuyện ngồi được như hôm nay. Lão gầm lên một tiếng dữ tợn làm cô thư ký hốt cả hền vội cúi người nhận lỗi ngay tức khắc, không dám cãi một câu. Thấy sự quy phục đó, Nguyên Thiên Thần mới dịu lại đôi chút, hỏi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Mấy chuyện vớ vẩn mà dám gọi ta sẽ tra tấn cho biết. Chuyện này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, chỉ có điều không biết sao thuộc hạ ở Long Đài lại hốt hoảng dữ vậy không biết nữa. Nữ thư ký nhanh tay chiếu lên hình ảnh mấy tên canh gác đã lùi lại, cho Tô Bình bước vào, còn thêm một câu ngắn gọn bao quát toàn bộ tình hình ở đó. Chủ nhân, là Tô Bình đã đi vào bí cảnh rồi. Ấy chuyện nhỏ quá. Cái tên hai chữ ngắn gọn đó vừa thốt ra khỏi miệng là biết tất cả mọi chuyện đơn giản hẳn rồi. Chuyện nhỏ đến mức lão Nguyên Thiên Thần không chửi nữa mà phun một bụng nước ao từ trong lồng ngực ra ngoài luôn. Tô Bình, người làm em đau. Lão đã bế quan ở đây, vì ai mà đến lúc lão bế quan gần xong lại gọi tên người đó vậy? Mặt mũi lão lúc đỏ lúc trắng, nửa do sặc nước, nửa do tình cảm vương vấn với Tô Bình, vẫn còn đang gợn lên từng cơn ớn lạnh trong ngực. Thư ký phía dưới phát hiện có biến, lập tức ngẩng lên hỏi Nguyên đại nhân, ngài có làm sao không? Thôi sức khỏe giờ gạt qua một bên đi, Nguyên Thiên Thần hỏi người trấn giữ đại địa Long Lân giờ đang ở đâu? Tình hình bên đó như thế nào rồi báo cáo lẹ cho lão biết. Đừng nói Tô Bình xông vào đánh lòi cứt mấy đệ tử của lão rồi đấy nhé. Nhưng không phải, thuộc hạ báo rằng nơi đó chưa có chuyện gì xảy ra. Tiểu thư Nguyên Linh Lộ được hộ tống vượt thành công tầng thứ 9 của Long Cốt Tháp, cả đoàn dốc toàn lực với tốc độ nhanh nhất quét sạch toàn bộ khu vực để đưa Nguyên Linh Lộ tới vị trí của truyền nhân bí cảnh, theo người tính ngay khi đặt chân tới nơi liền được trở thành người thừa kế. Nghĩ cay thế nhỉ, lão bồi dưỡng cho Nguyên Linh Lộ và thuộc hạ bao lâu nay, nắm trùng cái khu căn cứ Long Giang này, cũng chỉ để cho con bé cơ hội trở thành truyền thừa của Long Đài. Chuyện đã đi đến bước thứ 99 rồi, còn một bước nữa thôi mà Tô Bình nhảy ra ngáng con mẹ nó mất. Đây là trùng hợp hay Tô Bình này muốn cọ sát một chút cho biết mình biết ta? Tên canh cổng Long Cốt Tháp đã gặp trực tiếp Tô Bình của hiện tại, coi như có thể nắm thông tin tốt, hơi Nguyên Thiên Thần bị đánh trọng thương cách đây rất lâu, nên gã mạnh dạn đề xuất ý của mình, tạm thời tất cả các lực lượng án binh bất động, nhưng bọn họ sẽ đồng loạt tới công chuyện cùng một lần cho tên Tô Bình này biết tay. Hừ, nói cũng đúng một phần ý của Nguyên Thiên Thần. Lão vẫn luôn cho rằng, ngày hôm đó mình bất cẩn và vội vàng nên mới cho tên chủ cửa hàng vớ vẩn đó, đả thương mình. Nghĩ lại bí cảnh Long Cốt Tháp được mở ra bởi khe nứt không gian chứ không thuộc địa phận Lam Tinh, nên nếu bên trong đó xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Dừng hoạt động của tất cả đội nhóm bên trong đó cũng được thôi, nhưng sợ dừng sẽ ảnh hưởng đến kết quả của Nguyên Linh Lộ, mà chưa chắc nếu dừng tên Tô Bình cũng ngoan ngoãn biết điều nữa. Tính cách của hắn liệu có giống như kiểu nước sông không phạm nước giếng không? Nếu giết được Tô Bình trong đó thì tốt quá, ở bên ngoài không một ai biết chủ tinh không hay chủ cửa hàng gì đó bị hạ sát ở một nơi tách biệt cả. Có điều vết thương lần đó bị nhân viên cửa hàng để lại vẫn còn đau đớn lắm. Cũng bởi vì nó mà tu vi mãi chưa hồi phục lại cấp truyền kỳ, hù được người khác chứ hù Tô Bình chưa chắc được, khéo lại còn bị vả vỡ mồm cũng nên. Nhưng đây là cơ hội quá tốt để lật kèo đánh bay đầu Tô Bình, tính ra lão nhịn thằng nhãi này cũng lâu lắm rồi đấy. Hổ không gầm khéo lại bị nhầm tưởng là Hello Kitty cài nơ à? Gằn giọng một cách dữ dằn, Nguyên Thiên Thần ra lệnh triệu tập toàn bộ lực lượng lập tức đến Long Cốt Tháp. Trong lúc lão còn đang suy tính trước sau, Tô Bình đã từ vết nứt không gian bắn người vào bên trong tòa tháp, đến ngay cổng vào tầng 1 chỉ bằng một cú vọt mình. Hắn nhẹ nhàng đáp đất, tấm áo choàng chống công kích bảo vật của Đường Gia tung bay nhìn oách giả lách, lại đen xì xì chẳng khác nào Batman. Đột nhiên trán hắn nóng lên một chút, dấu ấn truyền thừa nổi bật thật lớn phía trên, như một dấu hiệu cảm ứng với Long Cốt Tháp. Đồng thời cánh cửa to nặng bằng đá trước mặt hắn mở toang hoang như mời hắn vào trong. Chần chừ một giây tận hưởng luồng gió mát, hắn nhớ lúc đó mình và đám sủng thú phải mở cửa rón rén vào sao giờ khác thế nhỉ? Long Cốt Tháp cho thuê mặt bằng mở cửa hàng tiện lợi à? Sao mới đứng ngoài cửa đã mở banh tràn gió điều hòa? Câu hỏi hay đấy, không thanh minh thằng này lại hỏi giá cho thuê mất. Từ trong tòa tháp vang lên tiếng trầm trầm vang vang của Long Vương, cho hắn biết người đã vượt qua tầng 9 và tiếp nhận thử thách truyền thừa thì đã auto vượt qua mấy tầng tép diêu này rồi, mời đi thẳng vào trong.
Phía sau cánh cửa vẫn là khung cảnh tối tăm không có chút đèn nào, nhưng nhờ ánh sáng hắt vào Tô Bình, vẫn nhìn được căn phòng rộng lớn trống trải bên trong giờ đã chẳng còn bức tượng nào. Lúc đó hắn ngu ngơ cùng đám sủng thú khờ khạo bước vào đây, mở đèn cho sáng để dễ nhìn đường, bị đám tượng hung dữ xiên chết không biết bao nhiêu là lần nữa. Sau đó cuối cùng hiểu ra là một chiến sủng sư phải cảm nhận được linh lực xung quanh mình thay vì bật đèn flash. Tô Bình cùng đám thú cưng giả mù giả điếc mò mẫm dần dần qua được mê cung tầng 1, từ đó mới có cửa dần phá đảo bên trên. Nghĩ lại hoài niệm ghê gớm, bước chân của hắn đi đến đâu đèn tháp long cốt mở sáng choang đến đấy. Nhưng giờ hắn đang ở tầng 2, đèn tầng 9 đã được bật sáng, thông báo có người vượt ải cuối thành công. Tô Bình vẫn nhớ lúc đó người ta nói rằng muốn lên được tầng 9, lực chiến ít nhất phải đạt cấp 9 thượng vị. Lúc đó có quá ít người đạt được cấp độ đó, nên truyền thừa long cốt tháp bỏ ngõ mãi chờ đến khi nguyên linh lộ được dồn toàn bộ tinh hoa mới có thể lên đến nơi. Những nơi hắn đi qua đều có dấu vết của sức mạnh và những cú nổ, chứng tỏ có rất nhiều người chiến đấu ở nơi này để đưa nguyên linh lộ lên cao hơn. Tô Bình lúc đó có kỹ năng con run xéo mãi chẳng quằn, cứ chết lại đầu thai liên tục nên mới có cơ hội lên đỉnh tháp. Chứ còn các gia tộc khác bắt buộc phải có người đạt cấp 9 thượng vị mới có thể mơ đến chuyện lên được tới đây. Quả nhiên khi đến tầng 9, hắn nhìn thấy hình ảnh thần long vàng khè quen mắt đang lượn quanh một cô gái tóc hồng, phát ra giọng trầm vang chúc mừng cô ta đã vượt qua được tầng thứ 9, có cơ hội trở thành người truyền thừa. Nguyên Linh Lộ, cháu gái của Nguyên Thiên Thần toàn thân còn phát ra luồng linh lực màu tím, khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung còn nhỏ vài giọt mồ hôi, mỉm cười cảm ơn Long Thần đã nhẹ tay với mình. Nếu xét riêng về phần Long Cốt Tháp, Nguyên Linh Lộ đã đạt đến trung cấp bậc với Tô Bình. Cả hai đều có dấu truyền thừa trên trán, đủ tư cách trở thành người kế thừa. Đúng là cô ta đã được đoàn người hộ tống đến, nhưng át chủ bài chính là thân pháp kỹ năng được chính ông nội truyền dạy mới có thể dễ dàng vượt ải. Đứng phía sau âm thầm đánh giá, Tô Bình không khỏi dành lời khen ngợi có cánh cho cô ta. Nhìn Nguyên Linh Lộ còn rất trẻ, không sử dụng tới sủng thú chỉ dùng kỹ năng cơ thể mà lên được tới tận đây. Ta có thể cảm nhận được tu vi của ta và cô ấy tương đương với nhau, hiện tại đều đang đạt cấp 7, thật là tiếc khi không kịp đến xem trận đấu đã diễn ra như thế nào. À sao mình không tranh thủ thăm dò chút cho biết nhỉ? Làm gì có mấy cơ hội tự mình biết được nguyên do. Ý niệm của hắn khẽ động liền khiến linh lực trong không gian dao động mãnh liệt, Nguyên Linh Lộ nhận ra ngay lập tức, quay phát đầu về góc đó hỏi lớn người là ai. Ở đây đáng lẽ chỉ có một mình cô ta mới đúng. Nhận ra người vừa đến có thể ngự thân phi hành, còn có luồng linh lực vàng kim sáng chói bao bọc lấy cơ thể đang tiến gần lại phía mình. Nguyên Linh Lộ rút kiếm với vẻ gay gắt, hỏi lại lần nữa người mới đến là ai. Long cốt tháp này đáng lẽ phải do người của Nguyên Thiên Thần, ông nội cô ta phong tỏa hết toàn bộ, làm sao có người lạ mặt đột nhiên lọt vào được nơi này. Đã quyết định đóng vai phản diện, tất nhiên Tô Bình không trả lời câu hỏi ngây thơ của cô ta. Hắn lơ lửng tiến lại cô ta từ trên cao, tỏa ra nguồn sát khí ngùn ngụt, trầm giọng hỏi cô nghĩ rằng chỉ cần qua được mấy tầng này, tới được đây là có thể trở thành người thừa kế của Long Cốt Tháp sao? Lời lẽ sao giống mấy ông già quá vậy? Tự dưng từ hư không hiện ra toàn thân màu vàng kim, còn hỏi câu chẳng giống người thường hay nói gì cả. Đầu Nguyên Linh Lộ hiện đầy dấu hỏi chấm, khó hiểu không biết người này đang nói gì. Hay là, có khi nào đây là chân thân thật sự của Lão Long Vương chủ nhân của tòa tháp này? Tự mình nghĩ xong tự mình gạt đi suy nghĩ đó luôn. Nguyên Linh Lộ chĩa kiếm về phía Tô Bình chửi bố mày éo tin. Ông nội từng nói trước đây có một người đã vượt ải thành công, người đó chắc chắn là ngươi rồi. Không, toàn thân Tô Bình cuộn, lên hình ảnh con rồng vàng kim y hệt Lão Long Vương cai quản cái tháp rách này. Đứng giữa luồng khí tỏa ra ào ạt ngùn ngụt như nổi giông tố, Tô Bình giơ tay chỉ về phía trước y hệt như thám tử lừng danh Conan, dõng dạc tuyên bố ta chính là Lão Long Vương ở đây mấy vạn năm để tìm ra người thừa kế. Luồng khí cuộn ào ạt quanh người Tô Bình là thứ Nguyên Linh Lộ phải vượt qua để đến được đây, rất nhanh cô ta đã nhận ra đó chính là Long Hống. Khiếp vãi éo, Tô Bình này đóng kịch đúng là có đầu tư công phu khủng khiếp, phong bạt hiệu ứng đều sẵn sàng đủ cả. Về căn bản vẫn chưa tin, nhưng đầu Nguyên Linh Lộ lại lái ra một kịch bản khác về lời ông nội từng nói trước đây, rằng có những sinh linh dần có linh trí, hóa thành hình người sau đó trà trộn vào nhân tộc, lại còn thêm Long Hống trong uy tín vờ lờ. Mà chi tiết khiến cô băn khoăn nhất chính là không thể nào kiểm tra được tu vi từ người trước mặt. Toàn thân đen xì, người đó quay lưng vẫy tay với cô như không quan tâm, thả lại một câu nếu không muốn kế thừa ta đi tìm người khác nhé, cáo từ. Nguyên Linh Lộ nghe tới chuyện bị từ chối thừa kế liền tỉnh ra liền. Cô chắp tay quỳ ngay xuống vô cùng thành khẩn xin Long Vương lão bất giận, là do Linh Lộ ta ngu dốt, nay khẩn cầu được cho kế thừa. Miệng Tô Bình nhếch lên một nụ cười nhập vai phản diện, he he, trong lòng cô bé ngốc nghếch, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một khóa học miễn phí, như thế nào gọi là giang hồ hiểm ác mất mát khó lường. Hắn mím cười, quay lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng kèm combo mắt tóe lửa và hiệu ứng lửa rồng thiêng cao nguyên gì đó ao ạt, trầm giọng nói ra đây không phải là hiện thân của ta, mà ta đang sống trong người này. Hả? Ý ngài là sao? Ý là sức mạnh của ngài đang giấu bên trong nam giới trước mặt này sao? Nguyên Linh Lộ chưa gì đã bị cuốn vô câu chuyện xả lơ của hắn, sốt sắng hỏi ngay đầu đuôi câu chuyện. Yes, hoàn toàn chính xác, ngươi rất thông minh. Hắn đóng vai như ông già khen trẻ nhỏ, còn đưa tay chỉ thẳng mặt ý tán dương Nguyên Linh Lộ, làm cô ta khoái khoái chảy nước miếng. Liền nghe Tô Bình xạo chó tiếp tục rằng để có thể được truyền kế thực sự, phải đến phía Nam Long Cốt Tháp 72 bên ngoài dưới chân núi mới đúng chỗ. Như được ánh sáng của đảng dẫn lối, Nguyên Linh Lộ không chút nghi ngờ, hí hửng nhận chỉ dẫn của Lão Long Vương, định chắp tay rời đi ngay lập tức. Đột nhiên thấy bàn tay của Tô Bình đưa ra ngăn lại.
Long Lăng có đặt kết giới trấn áp tất cả những kẻ cầm theo vũ khí vào đó, nhằm đề phòng những kẻ có tâm cơ phản loạn. Mớ linh lực của hắn hóa thành mấy mảnh vàng rải rác bay tán loạn, trong không trung trông cực kỳ chất lượng. Nguyên Linh Lộ suy nghĩ về số đồ mình mang theo, cực kỳ bối rối chưa biết làm sao, Tô Bình đã đề nghị giữ dùng toàn bộ vũ khí cùng bí bảo cho cô nhẹ gánh. Tốt quá có ngài Long Vương giữ giúp đồ ta rất yên tâm. Nguyên Linh Lộ cười tươi như hoa nở, chắp tay cực kỳ lễ độ dâng cây kiếm trong tay về phía trước cho Tô Bình giữ hộ. Trong lúc cô bé đang tin người tốt, làm việc tốt, đám người của Nguyên Thiên Thần đã vút tới tập hợp đầy đủ gần 100 người. Bên khe nứt không gian, đám người án binh bất động chờ khoảnh khắc tiểu thư tỏa sáng đang xì sầm không ngớt. Hiện tại bí cảnh này đã được quét sạch sẽ, Nguyên Linh Lộ tiểu thư cũng đã thành công vượt qua tầng thứ 9 rồi. Dẫn đầu đám người đông đen, Nguyên Thiên Thần mặt bầm như bị thâm gan, âm trầm dẫn đoàn người nối bước mình tiến về phía trước. Lão đã hạ quyết tâm rồi, dù còn bị thương, nhưng sau này có nở mày nở mặt hay không đều dựa cả vào lần truyền thừa lần này. Nguyên Linh Lộ nhất định phải dốc hết toàn lực cùng gia tộc chiến đấu, để nhận được thừa kế cháu nhé. Vừa mới nghĩ xong thôi, ánh sáng rực rỡ từ tầng mây đã chiếu rọi xuống toàn bộ khu vực bên dưới. Hình dáng rồng thần cuộn quanh tòa tháp trầm trầm thông báo cho chư vị biết rằng, vương hồn của nó đã được khôi phục hoàn toàn. Giờ là thời khắc tất cả mọi người luôn mong đợi, bởi Long Vương lúc này sẽ xướng tên người thừa kế linh hồn của lão. Còn chưa xuống chân núi đã thấy Long Vương hiện lên ở đây thông báo người thừa kế. Chẳng lẽ rút ngắn thời gian vì nóng vội quá rồi à? Không để mọi người chờ lâu, người thừa kế chính là. Đột nhiên thấy cảnh tượng trước mặt, Long Vương đơ ngang, các ngươi đang làm trò gì vậy? Nguyên Linh Lộ đang cởi nào giáp, nào váy, nào kiếm với bí bảo, chưa làm gì hết đã thấy hồn Long Vương lù lù xuất hiện hết cả hồn.